Chào các bạn, tôi là Khoa Vũ, là nhà sáng lập của phucuoc.vn, website cung cấp những thông tin về quy hoạch và các văn bản có tác động đến bất động sản Phú Quốc. Và ngày hôm nay cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái việc mà Phú Quốc trở thành đô thị loại 1 nó có tác động đến bất động sản như thế nào. Dễ hiểu nhất là gì ạ? Là khi mà trở thành đô thị loại 1 thì điều hiển nhiên Phú Quốc cần là phải có về số lượng dân số. Một cái đô thị thuộc loại 1 trực thuộc tỉnh ấy thì dân số ít nhất các bạn phải đạt ít nhất là 500.000 toàn đô thị, và trong đó là khu vực nội thành là chúng ta phải cần ít nhất là 200.000. Đúng không ạ? Trong đó các cái mảng về dịch vụ, các thứ liên quan về công nghiệp nhẹ vân vân thì nó phải chiếm từ 65 đến 75% trở lên. Đấy, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà Phú Quốc hiện tại thì đang là một cái mảnh đất, một cái vùng đất, một cái khu vực, một cái địa phương mà phát triển chủ yếu về cái mảng là dịch vụ. Đúng không ạ? Đó. Thế thì cái việc mà Phú Quốc phải có những cái chính sách gì đó để thu hút người dân hơn nữa đến với đảo Được Ngọc để mà phát triển về sinh sống và làm nghiệp ở tại đây, đúng không ạ? Thì phải có những cái chính sách thì đấy nó ưu đãi, nó tốt hơn nữa để kéo nhiều người hơn đến với đảo Ngọc, đúng không ạ? Trước mắt nhất thì chúng ta thấy là có một số những cái tín hiệu liên quan đến việc mà phát triển một số cái cụm công nghiệp ở Suối Mây, ở Hàm Ninh, đúng không ạ? Dễ hiểu nhất là chúng ta thấy ở các cái cụm công nghiệp đó, đúng không ạ? Dễ nhất là Hàm Ninh vừa mới ban hành 1/500 của cái cụm công nghiệp Hàm Ninh, đúng không ạ? Đấy, quy mô rất là lớn, thu hút người dân, người lao động đến với đảo Ngọc. Đấy. Bên cạnh nữa là gì ạ? Cái việc mà dân cư đến rất là đông, đúng không ạ? Thì dẫn đến việc là gì? Hạ tầng phải phát triển để theo kịp với tốc độ phát triển của dân cư, đúng không ạ? Là rất nhiều cái hạ mục hạ tầng sẽ mọc mới và được xây dựng mới, xuất hiện ngày càng nhiều hơn nữa tại là Phú Quốc, đúng không ạ? Dễ hiểu nhất là gì ạ? Là từ cái lúc mà ban hành cái thông báo thu hồi đất đến lúc mà triển khai chỉ mất có 6 tháng cho cái dự án là cái con đường nhánh 2 trục nối Nam Bắc, đúng không ạ? Rất nhanh. Và hiện tại bây giờ nếu như các bạn đi đến trục đường là Dương Đông của Cạn thì các bạn sẽ thấy là cái tuyến đường này đang liên tục là cắt cây và săn đất để mà triển khai làm hạ tầng đó. Ở bên cạnh nữa là gì ạ? Là việc đến là việc về hạ tầng. Bên cạnh hạ tầng phát triển thì vẫn đến là các cái khu đô thị, các cái trung tâm thương mại dần dần được mọc lên nhiều hơn đấy, đúng không ạ? Và một trong những cái cụm đô thị và trung tâm thương mại chúng ta kỳ vọng nhất đó chính là cái khu vực là gì ạ? Là sân bay cũ Phú Quốc đó. Tiếp theo nữa là gì ạ? Là các cái dự án dân cư đô thị được khuyến khích triển khai, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng hiện tại thì việc mà triển khai những cái dự án quy mô dân cư quy mô nhỏ Phú Quốc tầm 1-2-3 hecta thì gần như là chưa có cái dự án nào cả đấy. Mới nhất thì cũng chỉ nói một cái dự án nó cũng liên quan đến gọi là du lịch nhiều hơn, nhưng mà nó lại nằm ở phía bên khu vực là Búng Hội, đúng không ạ? Nó quy mô nó khoảng tầm là hơn 3 hecta. Tiếp theo nữa là gì ạ? Là điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với lại là cái tốc độ phát triển của Phú Quốc, hay là phù hợp với những cái cơ chế mà chúng ta được nghe ngóng đến cái việc mà Phú Quốc có những cơ chế đặc thù. Thứ nhất là gì ạ? Là trong cái văn bản là trong quyết định số 52 của quyết định của ban chỉ đạo Kiên Giang ký vào ngày là 22 tháng 3 năm 2022, đúng không ạ? Thì trong đấy nó có một cái gọi là một cái hạng mục nó ghi rất là rõ là gì ạ? Là cái thời điểm mà trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cái quy hoạch này, nó dao động cho rơi vào trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022. Tức là nếu như mà nó có hoàn thành thì phải đến tầm khoảng là quý 3 năm 2022 cho năm nay thì chúng ta mới có được cái bản quy hoạch mới, nó xứng tầm hơn, nó tốt hơn để cho việc mà Phú Quốc nó trở thành một cái khu hành chính có cái chính sách đặc thù, đúng không ạ? Xin chào các bạn, tôi là Khoa Vũ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.